Hi, xin chào các bạn, lại là mình đây, mình là Hiếu KM. Và hiện giờ mình đang tạo một cái event, đó chính là tặng kim cương, một ngày kim cương và tặng thẻ cào. Thẻ cào đó chính là thẻ cào 500, hai cặp thẻ cào 500k và một bộ skin, bộ trang phục mới người sói. Và tiếp theo thì mình sẽ mở giải vào đúng ngày ngày 1 tháng 10 nha các bạn, là mình sẽ mở giải. Đấy, và các bạn muốn đăng ký thì các bạn hãy hoàn thành các bước trên mình đã nói. Thứ nhất là comment 1 đến 10, bắt từ 1 đến 1.000. Thứ hai là hãy like và đăng ký kênh và thông báo. Và đặc biệt mình chỉ cho những bạn nào mà đăng ký kênh của mình thôi nhé. Lại những bạn chưa đăng ký kênh thì mình hãy mau đăng ký kênh để được tham gia cái sự kiện này. Và không là nhà nữa, thì mình mới biết được một cái gọi là cái chỗ bí mật nơi mà COD Play Together được sản xuất. Thì trong khi đó thì COD mới nhất nó sẽ ra ở trong đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để là vô lấy cái mã code đấy, là không cần phải đi tìm trên kênh YouTube của ai nữa, và các bạn có thể tự nhập code của mình tự lấy luôn đấy, là không cần lừa dối các bạn gì hết. Đây, đợi mình thấy nha. Và cái mã code đó thì các bạn trước tiên thì các bạn phải phải làm cho mình cái điều đầu tiên, là chính là các bạn dùng điện thoại hoặc dùng máy tính, các bạn phải có Google hoặc là cái gì đấy cũng được. Đây, các bạn cứ có Google hay là cái gì là được. Đây, mình sẽ bày cho các bạn luôn. Đây, trước tiên ở đây mình sẽ cho bạn, đây các bạn vào Google cho mình. Đấy, các bạn vào Google cho mình. Bước tiếp theo, ô lộn, đây, và bước tiếp theo là các bạn ấn cho mình là code play tu tu together. Đấy, các bạn ấn enter, nó sẽ cho ra những cái như này, thì các bạn hãy tìm đây, nó ấn vô cái nào tùy các bạn đấy đó. Và đây chính là cái nơi mà ký tất cái mã code có ở đây này, đây này các bạn đấy đó, các bạn thấy à. Và đây chính là cái nơi mà tất cả các bạn có ở đây, giống cái mã HB2C này này đấy. Và sắp tháng 60 để chuẩn bị thêm một con ở đây các bạn. Đây, và đây chính là cái nơi mà chúng ta được trải nghiệm được cái nơi, cái chỗ mà chúng ta nhập được code đấy. Chắc chắn là anh em nào biết rồi thì anh em thì cũng không cần phải xem đâu, còn những anh em chưa biết thì anh em cứ vô đây đấy. Đây, ở đây ở lại cho các bạn nha, cứ coi đi. À, còn đây vào đây together xong á, ok bạn tìm nào cũng được. Đây, cập nhật nhanh nhất đi ha. Đây đó, là các bạn sẽ ra một trang web, là các bạn này đấy, là nó sẽ cho này, cho tất cả cái mã code xứ như này đấy, các bạn chỉ ấn vô thôi. Và các bạn thấy video là hay thì các bạn hãy cho mình một like, đăng ký kênh nhé các bạn, và đừng quên comment bên dưới để có thể nhận được 1.000 kim cương và đăng ký để nhận nhập trong sự kiện nhá. Bye bye.